Chào mừng anh em ăn. Lâu lắm rồi anh em mình không gặp nhau. Rồi, giờ thì ngày bữa nay thì ngày 11 tháng 7. Chào anh em ha. Mình thì hàng bắt đầu có về lai gai rồi anh em. Hôm nay thì mình cũng được mấy cây trong đó chưa xong. Rồi, mấy cây này xong rồi thì mình tính trước đi. Anh em nào cần thì làm trước. Ha. Mình có 3 cây. Cây này thì Kirik, cây này cây Kawasaki ha. Cây này cũng Kawasaki nhưng cái tên nó thì Mitsubishi, Isuzu gì kệ nó đi ha. Rồi giờ thì đầu tiên trả lời video với anh em á thì mình cũng xin nhắc lại ha, hãy lại mua bán của mình thì anh em biết rồi, mình sẽ ship code, hay nói cách khác là mình thấy anh em chốt cây nào thì cứ alo với mình rồi chốt thì gửi địa chỉ cho mình sẽ gửi máy đến cho anh em, rồi anh em kiểm tra máy xong xuôi đàng hoàng hết rồi thanh toán tiền ha. Mình thì sẽ tặng thêm những cái phụ tùng thay thế cần thiết nhất á, chẳng hạn như bơm xăng là lược xăng nè, rồi tới mở bugi rồi bugi chẳng hạn. Rồi một số cái linh kiện khác nữa ha, có gì thì mình gửi cho anh em cái nấy, nhưng mà mình cũng tùy theo cái loại máy mình gửi ha, cái nào cần thiết mình sẽ gửi, thiết yếu lắm là anh em mình sẽ gửi cho anh em. Rồi giờ thì ngày 11 tháng 7 ha anh em, này mình có 3 cây. Cây này cây Kirik ha, cây này thì cây này 55 cc nè, cây này có 70 cc lận ha, cây giữa là 70 lận, mà cây này là 60 ha. Đó. Nhưng mà tiền thì giá thì cũng tùy theo cây, thì nói chung cây nào nó cũng đẹp, nó nhất đẹp nhất là cây ở giữa này ha. Cây này máy thì động cơ nó lớn mà nó mới, kế đó thì hai cây này ha. Thôi giờ anh em nhìn là anh em biết rồi. Rồi cây nào thích hợp cho anh em xài gì thì mình cũng nói thêm luôn ha, nói trước luôn. Cây này thì anh em làm thuê làm mướn tuyệt vời nè ha. Giá thành nó thấp nhưng nó mạnh ha. Nó trâu bò, nói chung là nó nồi đồng cối đá là thằng này. Nhưng mà bơm xăng ở bình xăng dưới nè, có vú bơm xăng là ngoan, nó cũng giống như mấy cây này thôi. Trời nó cũng cao chứ nó không có thấp. Nhưng nó thì nó bằng là bằng cái khung sườn, là bằng inox hết. Nó không phải là nó hơi nặng tí thôi ha. Nhưng mà đối với mình thùng lớn hết, mấy cái thùng này thì cũng thùng 26, thùng lớn 26 hết, 55, 6 hết rồi, mấy cái này đó. Phù hợp cho anh em làm đất nhà, đất vườn, đất làm thuê, làm mướn gì cũng được hết. Nhưng cây giữa này nè, đặc biệt á, ha, là làm, đi làm thuê á, thì nó dở hơn chút xíu thôi. Tại anh em biết cái gì không? Ha, nên anh em nhìn ha, mình có gì thì mình nói nấy thôi, anh em nhìn ha, cái miệng thùng, đó, cái miệng á. Thì cây ở giữa này cái miệng sẽ nhỏ hơn một tí, khi mình đổ lúa vô á. Ha, mình thao tác đổ hoài á, tại mình làm nhiều mà làm hàng ngày mà đổ vô ra đổ vô thì cái miệng này nó sẽ nhỏ hơn một tí, hơi hẹp hơn chút xíu để phù hợp cho anh em làm đất nhà ha. Mà cần một cái máy mạnh, cái lối đi nó rộng lớn mạnh, mà cái máy siêu nhảy nổ là cái cây này ha. Super Sport á, là nó IC siêu nhảy đánh lửa là cái cây này ha. Cây này nè, cây này thì đánh lửa nó IC này IC khác cây này ha, cây này IC tổ hợp. Còn cái này của IC cũng không phải tổ hợp, nhưng mà IC toàn bộ là IC hết. Nhưng trong đám thì cây này công suất lớn nhất, IC xịn sò nhất là cây này. Còn bền nhất là hai cây này ha. Mà cây giữa thì càng bền hơn. Đó. Nói chung là nó như vậy ha. Rồi mình nói trước sơ sơ, còn cây này thì tuyệt quá, xài cho anh em mà làm thuê làm mướn nè. Hai cây hai bên đó. Đặc biệt phù hợp cho anh em làm thuê làm mướn. Giá thành nó thì nó tương đối, nó cũng cây bên này thì nó hơi mắc một tí. Nói chung là nó mắc. Mắc thì không nhiều đâu anh em, mắc hơn thường thì gửi chừng 200-300 ngàn kìa. Nhưng đổi lại nó có những cái ưu điểm, nó rất là ưu điểm mà nó ưu điểm chỗ nào thì chút xíu mình nó nói vô cái chi tiết mình nói luôn ha. Rồi bây giờ thì lần nữa thì trước khi vô video mình xin chúc tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe, trẻ và đẹp nha, quan trọng là chỗ đẹp đó. Rồi vô chi tiết luôn. Ngày 11 tháng 7 này thì cây này kêu rít mình bán 3,8 triệu, nó nặng 14 kg nha. Mình nói trước thùng là thùng 26 lít ha. Bây giờ chi tiết tại sao một cái cây này mà có 3,8 triệu à? Tại vì cái đời của nó nên ha, cái đời nó mình nhìn thì nó tương đối là nó hơi cũ ha, hơi cũ, nó không cũ. Nó rất là mới can luôn ha, nhưng mà nó con cái là nó cái đời nó ha, nó hơi sâu đời hơn tí thôi. Anh em nhìn ha. Đồ đạc nè ha. Chỉnh chu hết. Mình đưa lên máy cho anh em là chỉnh chu từ A tới Z hết, ghim từ con ốc một, mình không có làm gì ngoài
hết. Máy này riêng nguyên bản nè, anh em nhìn cái bình xăng nè, bình xăng con nè, cái chỗ tay len này nè ha, kéo lên đóng ha, kéo xuống rồi mở ha. Cái này nó còn chưa xét nữa là anh em biết rồi ha. Cái con ốc này, bình xăng con này nó qua máy nè, anh em nhìn thấy máy đẹp tuyệt long lanh luôn nó. Còn ốc của nòng nó vẫn còn sơn luôn nè, đó bô nè, không lót nè, nó có miếng lót luôn ha. Miếng lót này thì cũng bị mưa thì nó hơi sát, nhưng mà mình làm nó cũng không có sao đâu nè. Nó 55cc ha nè, mắc anh dây băng đàng hoàng ha nè, cộng dây giật nè, anh em nhìn nè, nó trắng nè, trắng tinh luôn ha. Nó mới tại cây này, nó tương đối nó mới nè, nó mới lắm cây này, tuy đời nó hơi cổ nhưng nó rất là mới. Bình xăng dưới nha anh em nè, anh em nhìn nè, ốc giúp thì bằng inox hết nha, nè. Ốc inox hết nha, như vậy nè, nệm lưng chưa có một dấu hiệu nào mòn để lủng chưa nha, đẹp cực kỳ cây này á, nè ốc inox hết nè, ha. Mấy cái này thì em ghi theo máy cho nên là nó cũng hơi bể chút xíu ha, nhưng mà cái da này quan trọng là cái bản da này, cái mụn miếng này thì nó không quan trọng lắm ha. Cái cây này thì lên xuống mình đã làm họng rồi hết rồi ha. Thùng này thùng 26 lít nha. Cây này bằng inox ha, cho nên là rất là cứng cáp ha, không lo bể gãy gãy gì hết. Đó. Bugi thì cái dòng này thì bugi thường, bugi không phải bít đầu nhưng mà vẫn đồ riêng nha. Cái này bugi vẫn riêng theo máy hết, từ A tới Z hết. Mình không có, nó 55cc nha anh em, cho nên là nó là máy lớn. Thôi bây giờ mình cho nó nổ ha, bơm xăng. Nó cũng giống như mấy máy khác thôi. Anh em nhìn mấy miếng nhựa bình xăng con cũng trắng rồi anh em biết rồi phải không? Nhìn nó bằng con, anh em sẽ bơm xăng nha. Cái xăng chảy qua cái ống lớn như thế này nè. Đó. Nó có cái ống đây nè, anh nhìn hơi khó chút xíu anh. Nó nhìn nè, anh em nhìn thấy cái ống dưới ha, bơm nè. Rồi kéo le lên ha, kéo le lên giật nổ mở le ra. Lên ga chút nha. Máy Nhật thì anh em không cần phải giật mạnh đâu, nhưng mà quan trọng anh em phải lên ga tí ha. Máy hai thị á. Này cũng giật cái trắng rồi anh em nhìn thấy không? Nổi như xì bo luôn ha, binh binh con con luôn. Còn máy này tuyệt vời, cái bình xăng dưới ít sao xăng lắm nha anh em. Thấy nó cũ, thấy nó cái đời nó hơi sâu, nhưng mà thực sự ra nó là xăng dưới nha, siêu tiết kiệm xăng luôn á. Động cơ hai thì cũng đổ anh em nha, binh binh con luôn. Tại cái máy này nó còn chất, nó còn riêng nguyên bản hết nha. Rồi xuống hết ga tắt ha. Cây này thì nó không có xài công tắc ha, đời nó cao. Thì rồi bây giờ nhích ga lên số 1 ha, rồi giật ha. Giật không có giật mạnh nha anh em, giật nhẹ nhẹ thôi. Nè, nghe tiếng ga đang đi bính binh con đẹp khủng khiếp lắm. Mình nghĩ cây này ra, mình nghĩ cây này ra thì anh em chốt liền à. Giá này thì anh em chốt liền. Cây này thì thích hợp cho làm gia đình luôn, làm thuê làm mướn càng tốt. Cây này giá thành thì cũng tương đối, nó không có mắc, đẹp. Bên thân dưới nha nè, quan trọng là cái này đi xe được hay dễ lắm. Rồi và cây kế tiếp ha, cây này mình nói lại cái nữa nha, ngày 11 tháng 7 ha, mình bán cây này 3.8 nha, nó tương đối nó hơi nặng tí thôi, nhưng công suất lớn nha, 55cc nha, thùng 26 lít. Rồi kế tới cây này ha, cây này thì cũng ngày 11 tháng 7 này luôn ha, mình bán cây này 4.5 triệu, nó nặng 13kg, thùng thì thùng lớn rồi ha, không nói rồi. Nhưng tại sao cái cây này tới 4.5 triệu luôn? Tại vì đây là cái chất lượng của cái máy nó nằm ở đây nè anh em. Giá thành nó 4.5 triệu, nhưng mà anh em cũng đừng lo ha, tiền nào của nấy thôi nha. Đến từ thương hiệu, cái động cơ là Kawasaki ha,
đi xe, đi xe tổ hợp ha, siêu nhạy nổ nha anh em, 70cc nha ha, máy 70 nha, nó có đóng trong lốc, mắc kinh do băng rồi đủ hết. Anh em muốn kiểm tra nó thì cũng dễ lắm, trong nắp này nó cũng có nè, ở đây nè, nè anh em ha, nó đóng phía trong thôi, nó không đóng ngoài, nhưng mà nó rồi cái cây này thì muốn đóng mắc kinh do băng, nó đóng ở trong cái nắp này nè, mở nắp giật ra. Rồi giờ anh em coi này ha, máy móc chỉnh chu ha, tem bọng rồi đầy đủ hết nha. Nè bây giờ coi tới mình thằng con ha, thằng con tương đối nè ha, mình vệ sinh chưa kỹ thôi, gấp quá. Nè anh em coi này, cái máy nè, động cơ nè, sạch bon luôn ha. Nè cái bô nè, cái bô còn sáng trắng trắng luôn nè anh em, chưa có một miếng nào xét hết trơn ha, có ốc bô nè. Nè anh em nhìn con ốc bô nè, thấy không, có miếng lót bằng cao su nha, miếng lót ống này cũng ra thì nó bằng cao su ha, nó bằng miếng cao su nè, nó dán luôn nè, anh em nhìn ha, cộng dây giật nè, tuyệt vời không, máy này đẹp nè, anh em coi nè, dây bóp cổ xăng nè, anh em nhìn cái lóc máy nè, bóng mình lưỡng luôn ha, trời nó chuyển mưa chút xíu, nó hơi tối chút xíu nha anh em. Ốc thì bằng nhìn ốc hết nha, mở gỡ mở thùng thì anh em bật cái này ra ha, bật lên lấy thùng ra vệ sinh nè, nè anh em coi nè, dây ga nè, dây đeo nè ha, nệm lưng còn zin hết ha, ốc thì nóc hết rồi, thùng thì thùng lớn rồi, nó 70cc ha. Rồi bây giờ bơm xăng ha, nhiệt nổ, anh em bơm xăng, thấy xăng chảy qua đây kéo lên lên ha, nhiệt nổ mở lên ra. Bây giờ anh em lên ga, quan trọng là lên ga chút xíu nhiệt nhẹ thôi, máy nhiệt thì không cần phải cái nhiệt mạnh nha. Thì mở điều lớn nhỏ ha. Đây nè. Cây này 70cc thì nó nổ khủng khiếp chút xíu, tại vì nó công suất quá lớn. Cái tiếng nổ anh em nghe, tiếng nổ nó khủng khiếp phải không? Thật ra anh em chỉ lần lên số 2, số 3 là xài được rồi. Nhưng mà mình cứ mua cái máy cho nó lớn, cái mạnh khỏe, nó khỏe ha. Nó lớn nó mạnh nó khỏe thôi, chứ không gì hết đó. Giá thành thì nó cũng tương đối, nó không có mắc đâu anh em. Máy 70 mà đẹp như gì thế cũng thực sự nó cũng ít có. Cái giá thành cây này thì nhiều anh em đã xài qua rồi, mình gặp rất là nhiều rồi. À, rồi cây này thì mình bán 4,5 triệu nha. Rồi qua cây này, cây thứ ba ha, cũng ngày 11/7 này luôn, mình bán 4,5 triệu luôn ha. Rồi bây giờ nó nặng 13 kg, cây này thì anh em nói ra thì anh em biết rồi, thùng chở ý ha, nó tên Mitsubishi ha, nhưng thương hiệu của nó, cái động cơ của nó Kawasaki nha. Cái này sao mà tới 4,5 triệu lạnh nằm ở đây nè anh em. Thứ nhất là nó thùng chở ý ha, quyền thoại rồi, mình khỏi nói nha, nhiều anh em mình đã từng xài qua nó rồi, nó là quyền thoại rồi. Rồi nó 60cc ha. Thứ hai, cái này là đã mình đã chuyển qua trợ lực rồi nha anh em. Nó là trợ lực rồi ha. Phù hợp cho anh em là cứng cứng lớn tuổi chút xíu mà đi làm thuê làm mướn á, đỡ giật, đỡ nhẹ, đi lên vai kéo nhẹ nó cũng nổ. Ha, nó kéo không ra mình không có giật ha. Rồi anh em coi động cơ nè, đẹp. Ha, xăng nè, chưa tay le chưa xét luôn. Tem bọng số seri nằm đây luôn ha. Nè anh em coi nè. Cái này quá đẹp, bô thì còn sơn luôn, đỏ thấy không, thấy không, chưa xét máy ha. Nè ống lót nè, ống lót cái nồng nó cái máy nè anh em coi nè, sạch bon ha, tay ga nè, đó là mặt trong dây vải thì anh em thành thấy biết là nó ghim rồi ha, chưa sức chưa gì hết còn ghim hết đó, nệm lưng ghim luôn, ốc dứt bằng inox hết, thùng 26 lít cho biết ha, quyền thoại rồi. À, anh em thấy inox không nè, rồi cái này cũng chưa xét nữa. Rồi qua thì quan trọng nghe tiếng máy nổ đi ha,
cái này thì cái đơn giản thì mình cũng bơm xăng thôi, bơm xăng kéo le ha, lên ga chút, lên có số 1 ha anh em. Cái này là kéo ga thôi nha, chờ lực rồi, mình đã chuyển qua nó chờ lực rồi, anh cầm, anh em chỉ cần kéo ra là nó nổ thôi nha, không có giật nha, cái này không có giật.